Ok, ngày mai là ngày 29 mình, là thứ ba, là ngày đẹp. Mr. Tiên sẽ báo giá tất cả các khuyến mãi trong cửa hàng Mr. Tiên cho anh em nha. Thì hôm qua mua quá cho nhiều, nay mới nhập xe về nữa. Ok cho anh em nha. Mới về một lô xe khổng lồ, có Winner X mới nữa kìa. Cho anh em bao mua ngày mai nha. SH xám xi măng có đủ nha. SH lớn cũng đang có đủ, đang giảm một vít cho anh em. Ly thì đang có chương trình tuần lễ vàng, bắt đầu từ ngày hôm qua cho tới thứ năm tuần sau, giảm rất là nhiều nha, giảm từ 2,5 vít cho tới 3 vít cho anh em. Còn SHMO, đây SHMO có màu trắng nữa rồi nha, thì đang giảm 2,5 vít khi mua SHMO. Đây đủ màu hết. AB 125, 150, 160 được giảm 1 vít nha. Vision, Vision là được giảm 2 vít cho anh em nha. Ok, có đủ hết. Quay Alpha, quay Black, quay RSX được giảm 500k. Winner X thì giá rất là mềm nha anh em nha, đảm bảo mềm luôn, mềm nhức nách cho anh em luôn. 32 tới 36 vít. Future giảm 500k cho anh em nha. Super Cup có luôn nha. CBR 150R chỉ có 65 vít thôi. SH 350i 133 vít cho anh em nha. Ok, mua xe được quay số trúng thưởng nếu may mắn SH 350i, nếu không may mắn trúng Vision. Còn nếu xui lắm thì quay Alpha, quay Black với Vision được tặng cả 600k. Winner thì tặng điện thoại Samsung Galaxy. Nhiều anh em nói là quay dễ gì trúng. Và đây, đã có một khách hàng mới vừa trúng cậu Mr. Tin, trúng Vision. Khách hàng mua phu trà hậu khẩu thì ở Đức Huệ nha. Rất là ok. Anh em thấy sao? Trúng xe rồi đó. Mr. Tin có thu xe cũ, đổi xe mới, có mua trả góp luôn, lãi suất ưu đãi. Nhấn vào đây vào kênh Mr. Tin có địa chỉ liên hệ, địa chỉ kinh doanh Mr. Tin ở đây ha. Cần thì anh em cứ liên hệ, tư vấn nha. Ok, còn rất là nhiều xe trúng thưởng cho anh em nha. Hẹn anh em ngày mai 19 âm lịch. Cảm ơn em gái ở Bến Tre đã mấy giờ ta? 5 giờ đêm ngày hôm qua. 5 giờ chiều ngày hôm qua đúng không? Lên từ 5 ngày chiều hôm qua là 5 giờ chiều thứ bảy đã lên đây mướn khách sạn. Ở sáng hôm nay đến mua chiếc SH mà còn tặng quà cho anh nữa. Giờ anh sẽ khui quà của em nha. Bến Tre. Đây nha mọi người, đặc sản Bến Tre nha. Đây. Nói chung là bánh phồng Bến Tre rất là dễ thương. Cái này nó còn quý hơn là tiền nữa. Cho mình tiền mà chưa chắc mình thích bằng cái này. Nó thiệt lòng. Giờ chia sẻ lại cho anh em trong cửa hàng ha. Đừng chia sẻ cho bầu ghế này nha. Cho không ăn đâu. Đó, nè Việt, đây là đặc sản của fan anh. Bé Oanh được một miếng nè. Rồi chút tiền. À, đây chia sẻ đây. Chia hết công ty mới được. Thôi, được rồi. Dễ ba. Đây là sản fan anh nặng nè. Đây nha. Rồi ok, còn lại là cho mấy bé với lại mấy cô trong quầy. Còn riêng Mr. Tin và vợ Mr. Tin là một mình riêng. Ok, cảm ơn bé yêu nhiều nhé. Ăn gì vậy chồng? Sao cho em ăn nữa? Bánh của fan tặng. Không biết chia sẻ. Fan ở Bến Tre tặng. Chia sẻ cho vợ. Hai bịch bánh ăn hết rồi. Giờ chừa lại miếng cuối cùng là cho Mr. Tin. Mình bán xe mà giống như mình cảm giác mình như là idol, ca sĩ. Được fan tặng bánh. Ăn phải nhín, chừa về tối ăn tiếp. Ờ, ăn hết này tình cảm của người ta dành cho mình không có được ăn hết. Đúng không? Đúng không? Thả tim cho bé gái Bến Tre xinh đẹp. Ok, bạn muốn lên SH Mo trắng thì có ở đây. Bản tiêu chuẩn nha, rất đẹp, rất là xuất sắc luôn. Giá chỉ có 60,5 giảm 2,5, còn 58 giá báo tại thời điểm clip này đang quay nha. Và đây là một chiếc duy nhất mới về Mr. Tin ở Tân Trụ nha. À, đã có khách hàng lấy thì đợi khách hàng qua lấy thôi. Thì khi khách hàng lấy thì mình sẽ quay clip cho mọi người coi cảnh khách hàng lấy chiếc SH Mo đầu tiên tại chỗ Mr. Tin là màu trắng nha. Đây là anh chị ở Tiền Giang qua ủng hộ Mr. Tin nha. Đây là người sở hữu chiếc xe trắng đầu tiên ở Tân Trụ nha. Mua cho vợ yêu nha. Đó, cần không? Thấy chiếc trắng này được không anh trai? Được.
đẹp 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 quá. Ok hả, cưng ha. Thoát mò đi SH lớn 150, 350. Vợ tôi lại xin vía nè. Vô cùng xàm. Quay clip á, nó hát bài Cuộc Sống Em Hổn Không. Chán ghê á. Đang rầu thấy bà luôn, Cuộc Sống Em Hổn Không. Cái gì vậy? Đồng hồ đẹp quá. Đồng hồ con đẹp quá. Đồng hồ con đẹp nhất luôn của anh. Ông đồng hồ con đẹp. Không, hồi nãy con mới thấy chú móc cứt mũi đúng không? Chú móc cứt mũi nhưng mà chú đâu có làm gì đâu con. Chú, nó có cái cạnh cứt mũi này luôn. Đâu? Đâu? Đúng rồi. Đó là phải cứt mũi của chú đâu anh. Đâu có trời, con rửa chi quanh. Rồi rửa chung đi. À ok, em ở Thủ Thừa cũng hào không anh đúng không? À, chị Thủ Thừa nè. Anh trai này ở Đức Hòa, Đức Huệ nè. Em trai nè. Ok. Ở Long An à. Ủa em mua xe khác nữa hả? Không, con qua con có nhắn tin chú. Còn em mua xe gì? Dạ không. Con sửa xe chứ anh. À sửa xe hả? Tưởng mua xe nữa. Rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi. Cho lên TikTok không? Cảm ơn con nhiều nha. À. Anh báo giá có bằng giá mà trên top top không? Có anh. Có luôn, ta nói có rồi. Ở đây giá mình mềm đẹp. À, mấy đứa này phục vụ chắc được hả? À, tận tình. Không được, đủ, không được, đủ việc thôi. Chị nhớ. Rồi, cảm ơn nhiều. Chụp cho anh tấm hình được không? À, bữa nay mình có ghé mua bên em chiếc SH 350 á. Cái này mình từ đâu tới vậy anh? Quê Hậu Giang nhưng mà mình đang sống ở Bình Dương, là từ Bình Dương chạy xuống đây luôn. Dạ. Cái này là hộ khẩu anh ở Hậu Giang nhưng mà cái này anh đã điện cho anh tiêm trước ở phố. Đúng rồi. Dạ. Cái này anh tiêm báo cho anh là bao nhiêu giá xe á? 133. Rồi mình xuống thanh toán là mình y chang vậy không? À, y chang 133 triệu ha. Cái này sau khi mà anh nhận xe xong thì mình cảm nhận như thế nào, anh có hài lòng không? Không, thì nói chung gần xe thì nó đẹp. Dạ. Okay à. Dạ rồi, vậy em cảm ơn nha. Oanh, dạ. Có anh này comment như nè. Anh nổi tiếng quá trời luôn. Em làm ở dòng xây phường 7 Tân An mà có anh kia hỏi cửa hàng anh bên Tân Trụ. Nhưng em chỉ qua bên Châu Thành. Không phải anh nào vậy? À, anh có nghĩa là thay vì mày bán được chiếc xe rồi đó, mà giờ anh này anh chỉ qua Châu Thành rồi. Cũng cửa hàng chú Tin luôn mà không phải chỗ con bán. Đó. Em không thích nhẹ rồi đó. À vậy hả? Cuối tháng này chiếc xe đó, tháng này mất chiếc xe đó, mất luôn của tụi em nè. À vậy đó hả? Đem chỉ anh câu này. Dạ. Yeah. Đâu chỉ gì? Anh, sau này mình chỉ bên đây giùm nha. À đây là Đông Phương Tân Trụ đúng không? Ngay chợ đêm Tân Trụ không? Qua đây gặp bé Quanh hả? Đúng rồi. À, khổ đúng quá hả? Khổ quá hả? Vậy đó. Vậy đó hả? Nhưng mà qua đây có gặp mày không? Có chứ. Qua đây gặp mày phải không? Ok ha. Tân Trụ nha. Ừ, cái bài quả quá cái.